Em xin chào toàn thể quý bác tài và anh chị đã đến với kênh xe tải Trường Long Bình Thuận. Em là Ân, phụ trách kinh doanh của công ty Trường Long Auto. Hôm nay showroom em cũng vừa về một mẫu xe rất là hot, cùng phân khúc 6 tấn, đó là Isuzu FRR650. Thì cái dòng phân khúc 6 tấn á, thì nó có cùng đối thủ với lại là Hino FZ, là mẫu GLTC á, cùng 6.7. Nhưng mà hiện tại thì GLTC của Hino FZ đã ngừng sản xuất rồi, cho nên là Isuzu FRR650 là một lựa chọn hàng đầu trong cái phân khúc này nha quý anh chị. Thì trước hết em muốn giới thiệu cái phần đầu xe đây, phần cabin đây. Cản trước này là mình là bằng thép được sơn mạ kiểu composite á, nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là liền lạc cả chiếc xe luôn. Phần trên đây vẫn là nhựa, logo Isuzu chụp nổi luôn, công nghệ động cơ của Isuzu, logo FRR650 được dán ở đây. Đây mình có hai cái tay cầm để mình có thể leo lên mình vệ sinh kiến. Kẹt mưa thì tích hợp nụ rửa kiến luôn nha quý bác tài và anh chị. Đây, rất là tiện luôn. Thì bên đây mình có trang bị một cái gương cầu lồi để mình quan sát rõ hơn cái khu vực phía trước này nè, để những cái điểm mù đó dễ hơn. Đèn xi nhan. Đây. Thôi, và tiếp theo em mời quý bác tài và anh chị đến với cái phần bên hông xe nha. Thì em vừa ngồi lên con lái của Isuzu FRR650, rất là rộng rãi luôn nha anh chị. Đây, mình có một cái tích hợp cái lẫy để mình điều chỉnh ghế lên xuống, rất là tiện luôn, không phải thò tay vô đây như cái mẫu xe khác. Phần bên hông cửa đây, em muốn giới thiệu rõ hơn đến với anh chị là cửa mình là tích hợp xuống kiến là một chạm luôn nha, auto nè, lắp cửa luôn nha, lắp cửa bên đây và bên kia luôn, tài phụ luôn. Nay mình trang bị một cái lo. Vô lăng của mình thì có trang bị gật gù luôn nha. Đây, gật gù lên xuống rất là tiện. Mình vẫn được trang bị những cái hệ thống giải trí dù hò hai chiều nè, USB, thẻ nhớ SD. Cần số thì mình vẫn là 6 số tiến và 1 số lùi, thắng tay. Mình được trang bị 3 ghế, 1 da hết nha, trần vẫn là trần nỉ. Đây là cái khuôn để đồ của xe, rất là rộng luôn, mình để được rất là nhiều hồ sơ giấy tờ. Phía sau thì mình có được trang bị là một cái bộ đồ nghề. Xe mình có trọng lượng bản thân là 4.8 tấn. Tải của cái thùng đông lạnh này là 6 tấn và tổng tải của xe là 11 tấn. Lớp của xe thì được trang bị là lớp 8.25 R16. Nhà quý anh chị và bác tài. Đây. Gai thì mình là gai xuôi nha. Lớp trước và lớp sau luôn, như mình thấy như vậy luôn. Thì tiếp theo em sẽ dỡ cái phần cabin lên để em giới thiệu đến quý anh chị và bác tài cái phần động cơ của xe nha. Xe mình được trang bị cái khối động cơ là 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp và làm mát bằng khí nạp. Xe mình có dung tích xi lanh chính xác luôn là 5.193cc, là 5.2 lít nha quý bác tài và anh chị. Động cơ nhìn rất là đẹp. Động cơ mình đâu đó là 190 mã, 513 Nm. Sử dụng cơ Euro 4, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha. Rồi. Và đây là cái thùng xe đông lạnh F2 của Quyền nha anh chị. Thùng xe mình có kích thước là 6, dài động cao luôn là 6.7, 2.3 và 2.280. Thùng của Quyền thì trước tới giờ thì rất là đẹp rồi, mình không còn phải bàn cãi nhiều nữa, nhìn nó rất là chắc chắn liền nè. Thì em giới thiệu chi tiết cái thùng nha. Bên đây là cản hông mình là được làm bằng nhôm và bọc composite. Mình cũng hạn chế bước lên những cái khu vực này nha anh chị, vì nó cũng rất là yếu, hạn chế mình giảm lên đây. Và tiếp theo, đà của xe là đà nhôm luôn nha, rất là liền lạc lại cái khung chassis luôn. Tiếp theo là phần trụ mình là trụ nhôm, vách trước là composite, vách ngoài là composite luôn nha. Bao lường mình là bao lường bằng nhôm luôn.
những cái thùng của Quyền mà làm liền lẹt vậy nè, để mình những quý anh chị mình có dán những cái tấm poster quảng cáo mặt hàng rồi mình đang kinh doanh rồi á, nó cũng rất là đẹp, rất là liền lạc luôn. Tiếp theo đây là phần về của xe. Về xe được làm bằng composite luôn nha. Xe mình sử dụng cầu là cầu láp nha anh chị, cầu láp, cầu sao. Và đây là phần sau của xe nha anh chị. Cản sau mình được làm bằng nhôm. Xe mình được trang bị sàn là inox 304 giảm sóng, có rãnh thoát nước. Đây bên đây một lỗ, bên đây một lỗ. Trước cũng vậy. Mình được làm một cái lớp nhôm lên dày tầm 10 phân bảo vệ nó cản nước đó. Máy lạnh thì mình sử dụng là máy lạnh Thermomaster 3500. Có nhiệt độ âm lên đến 18 độ. Vách trong thì mình vẫn là vách composite thôi. Cũng như vách ngoài. Ở chính giữa thì mình sẽ có một cái lớp xốp. Đèn của xe thì là đèn được làm bọc khung inox 304 bảo vệ cái đèn hơn tránh va chạm. Thì xe mình được tùy chọn những cái ốc thành theo xe nha anh chị. Thì xe em có trưng bày đây là nó trang bị bọc không được bằng inox 304 giúp lắng nghe. Những cái ốc thành này thì nó cũng không có trên lệch bao nhiêu đâu anh chị. Hiện tại thì giá của xe là lăn bánh luôn là đâu đó là tầm hơn 1.3 xíu. Thì mình chỉ cần trả trước đâu đó cho em là tầm 300 triệu thì mình có thể nhận xe về rồi. Ngân hàng hỗ trợ 80%. Thì em cũng giới thiệu sơ về con Isuzu FRR650 này thôi. Thì em cảm ơn quý khách tài và anh chị đã quan tâm theo dõi. Em xin chào.